Xin được gửi một lời chào thân ái tới các bơ nhé. Các bơ có khỏe không? Đây là buổi sáng thứ hai mình đến Mỹ, tức là sau cái đêm đầu tiên mình tới ấy, thì đây là sáng hôm sau. Buổi sáng hôm này thì là cái ngày mà move in của tất cả mọi người. Tuy nhiên thì bây giờ vẫn là sáng sớm, thế nên là chưa có ai tới cả. Và mình thì vẫn đang ở trong phòng một mình. Lân thì cũng vừa mới sang chơi. Hai đứa thì chưa có đi ăn sáng cả, bởi vì sáng sớm thế này thì không có cái cửa hàng mở. Bởi vì ở Mỹ thì người ta không có cái thói quen là đi ăn hàng buổi sáng như là ở Việt Nam, thế nên là cũng chả có cái cửa hàng nào mở cả. Cùng lắm sớm nhất thì chắc 11 giờ thì mới có nhà hàng mở buổi trưa, bán ăn đồ ăn trưa. Đến thì cũng chưa được lấy đồ xuống, tức là nồi niêu xong chảo thì cũng không có. Thế là bọn mình chả biết ăn gì. Thế là mình mới nhanh trí lấy cái gói omachi. Bố mình bảo là xóc mì tôm lên mà ăn, thế là mình nhanh trí lấy gói omachi rồi đổ muối vào xóc xóc lên. Rồi thì cũng được. Ôi nhưng mà nó mặn quá, kiểu chót lỡ tay cho hết cái gói muối, khiếp. Ôi, ăn vào cảm giác như là tích cả một đống sỏi vào mồm luôn ấy. Ôi mặn lắm, không ăn được đâu. Làm ra thế thôi nhưng mà không ăn được đâu, mặn lắm. Ôi dồi ôi, mình có ăn đâu. Ăn được một miếng bỏ đi ấy mà, khiếp. Mặn lắm, mặn được kinh lắm. Eo cái đồ ăn gì mà chả hiểu. Không sao không sao, nắng đã có mũ, mưa đã có dù, mà ăn mặn thì đã có nước nhá. Bây giờ ăn uống xong xuôi rồi, uống nước xong xuôi rồi thì xin mời mọi người xem ngày hôm nay của mình diễn ra như thế nào nhá. Xin lỗi mọi người, mặt không đánh đấm gì nên là nhìn hơi mụn, thông cảm. Chào các bờ, chào mừng các bờ trở lại với chiếc video tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ cho các bờ đi xem là tiêm vaccine ở Mỹ thì sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay không phải là mình tiêm, mà là người này tiêm, bởi vì là mình chưa đến lượt tiêm. Và ngoài ra thì còn xem là bọn mình move in như thế nào nữa, bởi vì hôm qua bọn mình chỉ cho đồ vào đây thôi chứ chưa lấy hết tất cả các đồ từ trong kho xuống. Thế nên hôm nay chúng mình hãy cùng xem nhá. Mọi người, hiện tại trời bây giờ rất rất nắng luôn ý, lên đỉnh đầu ý. Nhưng mà thời tiết nó khô nên là không bị chảy mồ hôi đâu nhá. Kiểu mặc dù rất nắng, rất nóng nhưng không bị chảy mồ hôi. Nếu mà ở Việt Nam thì chắc là tầm này tã tưởi hết rồi. Xin được giới thiệu với toàn thể anh chị em, đây là quê em nha. Quê em thì hơi ít dân số châu Á, thế nên là tìm đồ châu Á rất là khó, đồ ăn châu Á rất là khó. Đặc biệt là nhà hàng Việt Nam thì thôi quên luôn cái mùa xuân đấy đi. Nhưng bù lại thì em ở cái chỗ mà nó khá gần mọi thứ, ví dụ như là những cái tiện ích như là ngân hàng hay là siêu thị thì nói chung là em cũng đi bộ được, chứ cũng không cần là phải bắt buộc là phải đi xe thì mới đi được. Thôi em dài dòng quá, em tập trung vào chủ đề đi tiêm nhá. Thì cái đoạn này là bác sĩ đang chuẩn bị tiêm này, không hiểu làm gì mà cũng lâu lâu phết đấy, chứ cũng không tiêm luôn đâu. Chắc là làm chuẩn bị cái gì đấy cẩn thận một tí thì em cũng không biết. Nhưng mà trong cái phòng này im lặng lắm, ui dồi yên tĩnh kinh khủng luôn. Người nhà được vào để xem cùng, thế nên là ok. Lần sau em đi tiêm thì em cũng cho bạn vào để quay em tiêm xem như thế nào. Thật ra là em sợ kim tiêm lắm quý vị ơi. Thế là mỗi lần tiêm là em chỉ quay mặt đi, chứ em cũng không dám nhìn vào cái tay em lúc bị tiêm đâu, ghê lắm, sợ. Đây này, ấy rồi ôi, cho kim tiêm vào đây này. Đấy, nhưng mà cho vào cũng chỉ có 2 giây là xong ấy. Thật ra chớp mắt một cái tự dưng bác sĩ rút kim tiêm vào rồi. Như mọi người đã thấy, đây là hình ảnh không tua nha. Mà cái đầu kim này nó nhỏ nên là tiêm xong cũng chả có bị chảy máu hay gì. Nên là lần sau em cứ ra đây yên tâm, được. Vaccinated rồi mọi người, vaccinated. Bọn mình vừa đi tiêm xong, thế nên bây giờ chúng mình sẽ đi ăn. Đây là cái cửa hàng mình sẽ ăn này. Thấy cái chữ sushi ấy. Avocado roll and spicy tuna roll. Đói quá mọi người ơi. No, 그래, no, 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. Đây, người ta vừa mới phát cho cái món gì nhỉ? Khai vị à? Nhờ bọn mình ăn hết rồi, tại bọn mình đói quá nên không quay được. Với cả hai bát súp. Đấy. Ơ, sao súp của bờ trong đấy? Sao của mình đục? Của bờ nhiều miso thì đúng. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là món gì nhỉ? Yakisoba. Bò. Còn đây là món yakisoba. Cái gì cơ? Sò điệp. Sò điệp. Mặn bờ ạ.
mặn hơn so với khẩu vị của mình. Mình là ăn mặn rồi ấy. Đây là bữa ăn đắt nhất của mình từ trước đến giờ khi đi hai người. Quá đắt. Vậy đắt. Được không? Mọi người ạ, mình vừa ăn xong. Ôi no gần chết luôn ý. Lúc đói thì đói gần chết mà lúc no thì cũng no gần chết. Bây giờ mình sẽ đi ra ngân hàng để cho tiền vào tài khoản. Xin chào các bạn, sau khi ăn no nê xong thì chúng mình lại hơi thèm ngọt, thế nên chúng mình chuẩn bị ngã vào cửa hàng kem. Nhưng mà hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn một người bạn vô cùng đặc biệt của mình. Bạn ấy tên là... What's her name? Tên cậu là gì ấy? I don't wanna talk. Đội mũ vào đi, đội mũ vào đi. You want me to have a hand on? Okay. Cậu thích ăn món gì nhất hả, Henry? Thích chó. American food is the best. What you say? What you say? I think the best. Thì mình đang trên đường đến Wyford, tức là một cái khu ký túc xá của học sinh. Nhưng mà trong cái khu đấy thì nó có một cái phòng gọi là phòng chứa đồ cho các sinh viên nào mà sống xa nhà ấy, thì cứ hết một năm học thì sẽ để đồ ở đấy để đỡ phải mang đi nhiều ấy. Thế là cái đợt mà dịch năm 2020 ấy, tháng 3 năm 2020 mình có về Việt Nam và mình để rất nhiều đồ của mình ở trên đấy. Cái lúc đấy mình cứ nghĩ là tháng 8 năm 2020 mình sẽ quay lại vì dịch sẽ hết đấy, nhưng mà không. Mình đã ở Việt Nam tận 1.5 năm sau mình mới quay lại. Trời ơi, mình để lại rất nhiều nước tương rồi dầu hào, các thể loại gia vị, các thứ ý. Mình để lại nhiều lắm. Thế là lúc mình ở Việt Nam mình kiểu cực kỳ lo ấy, bởi vì mình lo cái nước tương hay cái gì đấy trong đấy nó sẽ bị làm sao, nó sẽ bị mốc hay là nó sẽ có cái con gì đấy. Thôi mình không muốn nghĩ đến nữa. Nói chung là trong suốt quá trình ở Việt Nam thì những gì mình luyến tiếc và lo lắng ở nước Mỹ đấy chính là những cái lọ gia vị của mình, chứ mình không có một cái gì để luyến tiếc ở cái nước Mỹ này cả. Và mình nghĩ là mình sẽ phải vứt tất cả những cái loại nước tương đấy đi ấy. Ôi trời ơi, để tận 1.5 năm. Mong là mình siêu kỹ thì nó sẽ không bị mốc hay không bị tràn ra. Ý, mặt nhiều dầu thế, nhìn bóng nhẫy này. Đi cả ngày hôm nay mà. Trông này, úi trời ơi. 싶다고 그 말을 왜 못하니 후회할까봐 아파할까봐 망설이는 거 너의 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 ra là lúc mở ra thì nó không bị làm sao cả mọi người ạ. Tất cả đều nguyên vẹn như lúc đầu mình hack nó. Nhưng mà hạn sử dụng thì hết rồi. Nhưng mà tất cả đều nguyên vẹn nhá. Nhưng mà hạn sử dụng thì hết. Ví dụ như cái hộp ốt này mình chưa mở ra bao giờ. Nhưng mà đấy, để 1.5 năm nên nó hết hạn rồi. Xí vãi. Tại cái hồi đấy là bọn mình mua hết đồ để chuẩn bị cho cách ly Covid các thứ ở Mỹ ấy. Nhưng mà cuối cùng trường bảo về nước ấy, thế nên là phải tất cả đều phải để lại và ra về. Đấy, nói chung là tất cả đều nguyên vẹn, không có gì bị hỏng hóc hay gì cả, chỉ là nó hết hạn sử dụng thôi.
Đây mọi người ơi, cái thứ duy nhất mình có thể giữ lại chính là cái black pepper này, bởi vì người ta nói là đến năm 2023 mới hết hạn, thế nên là mình có thể sử dụng được. Và cái tiếp theo là cái túi gạo này. Thì cái túi này đấy, mình mua xong mình cũng chưa dùng bao giờ ấy, nó vẫn còn nguyên tem luôn ấy. Thế nên là gạo thì nếu mà đóng gói kỹ càng thì vẫn có thể sử dụng được lâu, vẫn có thể để được lâu, thế nên là mình vẫn có thể dùng được cái này. May quá. Mọi người ơi, mình chán lắm rồi ấy, mọi người ạ. Mọi người nhìn đây, một đoàn tàu từ trong phòng ra ngoài phòng luôn. Xong rồi lúc nãy mình cất hết đồ rồi mình nhận ra là mình còn một cái bao nữa chưa lấy ở cái kho xuống. Ôi dồi, mai lại phải đi lấy tiếp. Còn bây giờ thì mình đi dọn dẹp đây mọi người ạ. Nhìn cái đống này mà mình muốn sảng luôn á. Mình xin được phép kết thúc video này tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu như mọi người thích video này thì hãy cho mình một like và một subscribe nha. Bye bye.